Phát biểu trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất sáng kiến trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới, trong đó có trồng cây ở các khu đô thị. Trước đề xuất này của người đứng đầu chính phủ, những người quan tâm tới môi trường đã bày tỏ vui mừng phấn khởi và có thêm động lực trong phong trào trồng cây xanh trên cả nước. Những năm gần đây, cả nước xuất hiện nhiều phong trào trồng cây xanh. Có phong trào do cá nhân khởi xướng, cũng có nhiều quỹ một triệu cây xanh do tổ chức hoặc doanh nghiệp phát động, vì thế, đề xuất sáng kiến trồng một tỷ cây xanh sẽ tiếp thêm động lực cho các phong trào môi trường hiện có. Các chuyên gia cho rằng không chỉ khả thi về hành động mà theo tính toán, quỹ đất trồng cây xanh, cả trồng rừng tập trung, lẫn trồng cây phân tán cũng rất khả thi. Tuy nhiên, con số một tỷ cây xanh không phải là một mục tiêu dễ dàng. Vì vậy, cần có một kế hoạch rõ ràng cụ thể huy động được sự vào cuộc của mọi người dân.